À phá thế, dùng mà hoàng. Vào tiếp đi anh em ơi. Lòng Sida tưởng như nào. King ba rồi đánh Queen. Anh em nhìn chưa? Anh em nhìn ký hiệu này. Anh em nhìn ký hiệu này. Tâm thôi. Em kinh hai vẫn đấm Queen đây anh ơi. Em kinh hai vẫn đấm được Queen đây anh. Thì đương nhiên trong 7 thằng này có một thằng may mắn, đây chính là em. Ồ, may mắn à. Vào thứ 3 mới chưa ra được. Béo rồi. Em cứ thử cho 3 trận top 1 thì anh công nhận là không may mắn nhá. Không. Em cứ đi. Mời, rất là cảm ơn các anh em đã có thiện tình donate cho tôi top 1 từ 100k nhưng không được anh em. Rất là đáng tiếc. Nhưng không sao, tôi vẫn có tiền ở trong game, thế được rồi. Đáng nhẽ. Đáng. Đáng nhẽ phải đi đêm với thằng An chứ. Ôi, ai làm thế? Đi đêm với thằng An một lần xong anh em bỏ tôi luôn. Anh em cái chat bỏ. Inbox thầm kín này anh. Em đợi từ nãy giờ chưa tiếp trận 2 nhá anh em nhá. Đợi từ nãy giờ trên Discord mà không thấy anh bóc ạ. Thế à? Ờ, không để ý. Không có nói sớm, không bảo anh vào Discord. Ờ, đùa thế thôi anh em ạ. Chơi nó phải nghiêm túc, nó phải trên cái tinh thần, nó là sự minh bạch đúng không? Mình trên chiến tinh thắng, thần, ai chỉ có lợi cho anh. Đó, trên tia chiến thắng bằng chính sức mình. Nhìn chung là An có 50k của Bro ấy. 50k của Bro. An có 50k, An làm đéo có tiền. Ờ. Ờ, Adolet top 1 được 50k. À, đâu? Đâu đâu. Từ hát tôi gửi cho khác rồi. Có 50k rồi. Ô béo nhỉ. Ôi, không đồng nào đâu. Cẩn thận lắm. Ủa. Trận này có ai chơi Godmore nhỉ? Nói trước để còn biết nào. Em xui anh. Em à, thôi em xui anh. Em Godmore đi. Godmore không 1 thì 2. Mẹ không 1 thì 2, vừa lấy 2 thằng Godmore top 3, top 4 đấy. Thì em mạnh quá thì không tính tiền rồi. Đi thiếu đồ, thiếu tạp băng. Bèo phát đấy, Godmore Mo 3 có Kano 3 tiền mà không ăn được đâu. Là ý thiếu chắc nên nó khỏe quá. Thiếu cái đồ. Hôm nay tôi cứ xin xin nhẹ nhẹ 3 cái top 4 trở lên là được anh em ạ. Là có tiền. Top 1 thì khó lắm anh em. Anh em mới nhớ đây là một đánh với cả 7 thằng. Mà 7 cái thằng này toàn là pro player. Đỡ đéo được. Tôi nghĩ là chỉ có GTD Pro ở đây là hơi non một chút. Còn lại... Ủa em non rồi đấy. Không, nói chung là Bin 3B đánh cũng được. Top 7 mà được. Top 7 thì anh còn có trận top 8 mà. Không top 8 là được rồi. Đánh cho cái môi trường khắc nghiệt như thế này. Ờ, môi trường khắc nghiệt lắm. Ôi, anh em mang ngủi vui quá. Chết rồi, chơi được mo rồi. Chơi mo ôm mo. Bài em yeah. Ôm luôn nhá, em bỏ trắng luôn nhá. Cũng đi anh em ơi. Cũng ôm em eco nhá. Em nhận eco nhá. Ôi, eco trắng luôn này. Nó có hay. Trông eco sợ lắm. Eco nhớ top 8 thế. Anh em đánh duyên lắm. Ui dồi. Bèo có link cho ấy luôn. Cũng Godmore luôn. Phải đam mê Godmore thật. Đi thắng anh nhau ơi. Ui. Phải cứt. Súng nguy hiểm nhờ. Luôn. Bà này chị bò cỏ sâu kinh. Anh em Nguyễn Hiền. Cảm ơn anh em Nguyễn Hiền vừa donate nhá. Cảm ơn anh em Nguyễn Hiền. Cảm ơn rất nhiều anh em Vương Nguyễn Hiền vừa donate 50k cho về top 2 vừa rồi. Cảm ơn anh em. Cũng được tí ăn ủi anh em ạ. Top 2 cũng có tiền. Cố gắng trận này top 1 anh em ạ. Nó không phải rơi vào bộ thông thạo 10 của tôi. Nó chỉ là cái bộ thông thạo 9,5 thôi. Cái bộ gì nhờ?
9 em. Thông hạo 9.5, không phải thông hạo 10. Ui, pro đẩy anh nhiều quá. Ba ua. Đá ấp cấp sớm thế. Ấp 6 luôn ạ. Ủa thiền ấp em ạ. Ủi tệ ác cho người. Top 1 20k, cảm ơn em nhá, cảm ơn Tâm. Cảm ơn anh em ủng hộ rất là nhiều. Tôi đang cố gắng đấy, tôi đang cố gắng. Thực ra 1 đánh với cả 7 nó không đơn giản là top 1 ở đâu anh em ạ. Khá khó đấy. Khá khó. Đang phải cố gắng. Đừng để anh Tuấn đi chuỗi thắng nhá. Anh Tuấn chuỗi thắng toàn rồi anh em ơi. Không, anh chị chung với cô anh chị chung. Không. Yeah. Ui, Long Sida có ra rồi ạ. Cái đéo gì vậy? Còn anh Long ơi. 10 điểm. Không, anh em nên lo lắng đi là vừa. Đấy là không chỉ là có riêng tôi đâu. Đẩy mọi người đấy. Long Sida đẩy tất đấy. Anh em ai tôi gặp ông Tuấn thì hãy đẩy cấp nhá. Còn ai gặp thầy Tuấn thì đừng đẩy cấp. Tấm anh em đấy. Ui. Quên. Như này thì mất bao ua anh em ạ. Nhưng mà thôi, thêm được một cái tung trưởng cũng kinh. Từ từ, đánh từ từ. Đánh từ từ giữ máu. Up cấp đúng level là được, không đánh chuỗi thua được. À, là đam mê gấu ấy nhở. Đam mê gì anh, bài cô chơi toàn thấy chữ gấu. Chỉ gấu toàn trúng hố. Hôm nay không ra được gấu 2 đâu. Ôi, pro có chú ý được kìa. Ồ, cũng lên 2 à? Ui, đéo sao giới nó thủ lỗ thế này. Cũng ngã chuột à? Được rồi không? Chưa gặp anh Chí Chu nữa. Chưa gặp anh Chí Chu với nhỉ? Chưa gặp anh nhỉ? Chưa gặp Bèo thôi. À, gặp rồi. Chí Đa. Anh Hoàng ơi. Tôi muốn đô lết thì chuyển qua đâu nhỉ? Anh em có thể đây này, ở dưới nó có cái phần ở trên màn hình anh em ấy, anh em thấy không? Có cái phần ủng hộ tôi ấy, nó qua Play Duo này, qua Momo. Momo hoặc là qua tài khoản ngân hàng anh em nhé, ở phía dưới kìa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh Hoàng ơi, chưa gặp anh Hoàng ơi. Alo. Béo ơi. Đây. Ok. Ờ, không thấy nói gì rồi. Con mẹ thua mẹ quá rồi. Anh. Ôi. Kinh này. Ai thua quái, ai thua quái. Ê này. À. Thật xuống.
Top 100k, cảm ơn anh em Nguyễn Hiền nhé. Cảm ơn anh em. Hình như anh em vừa donate cho tôi đúng không? Anh em Nguyễn Hiền vừa donate cho tôi top 2 50k. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh để ba goblin nhá. Bỏ đi. À đâu, anh để hai gấu. Anh để hai gấu, anh bỏ hết cờ ấy. Mày bỏ hết cờ đi. Bỏ hết được. Này bỏ được. Mày vất con unicorn, con giữ máu vào mà mày không ăn được. Mày nhiều thế. Đây con Nina ra, con Nina nó giật hết, chết hết hai con gấu. Anh để lấy human đi mày. Anh Hoàng ơi, anh bỏ mấy con sâu được không? Anh cứ để hai con gấu, con Nina Blink nó dập chết hai con gấu. Cảm ơn ba Bertrand nhá, cảm ơn anh em. Chỉ cần top 4 rồi hả? Rồi tôi cũng đang cố gắng top 4 đây. Trận này là phải top 4 thôi, không top 4 là mất tiền mà. Cố gắng. Vãi cả cứt ạ. Anh Hoàng ơi. Cố có một con anh. Ai mất mic cả à? Ai đẩy nhiều máu thế? Chuỗi thắng. Ai. Được anh em, chơi thế là được rồi. Ai hôm nay cần tổng không? Đéo phải Long Sida, ui. Xanh thế. Anh em ơi, Long Sida free 5 cái roll kìa. Mẹ Long Sida free 5 cái roll kìa. Có này, đủ top 8 nhá. Tao đấm ông mà đâu phải đấm tôi đâu. Làm gì thế? Không. Không gì, đấm ông. Không phải, vấn đề là anh em phải hiểu là tôi ý, tôi không chết ở đâu. Tôi top 4 anh em phải tranh nhau cái đường vị top 8, hiểu không? Tôi top 8 thì đéo ao được. Tôi không ao ở top 4 đâu. Trận này chắc chắn tôi top 4 rồi. Tôi đang vào cái đội hình thông thạo 10 của tôi. Mắc tinh ơi. Anh em nghĩ sao? Cảm ơn anh em Võ Trương Hoàng nhé, cảm ơn anh em vừa donate. Sòi gì mà sòi lắm thế không? Sòi chứ, có chuối đéo sòi à? Ủa ba vẩn. Làm gì? Ông không lấy chuối được của tôi đâu. Sao không lấy được? Lấy dê vậy đài. Để em ít máu thôi anh ơi. Quá anh Long ơi. Quá bình thường thôi em ơi. Thì top 8 rồi. Ê, em top 8 á. Bài ra linh tinh quá anh ạ. Được, chào Tú IV nhá. Cảm ơn anh em Barbertron. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi nhận được donate rồi nhá. Thôi bạn ơi. Không có 8 đâu. Sao thả luôn nè. Sao khô máu. Tôi không có 8 thật. Sống kinh. Thank you.
anh lang thang anh mới là top 8 này. Nếu có lòng Sida nhở, lâu quá ấy. Đợi từ nãy giờ lên 8 mẹ rồi. Cảm rồi, hay quá. Hay quá. Mình xin. Đáng đổi bài. Dù gấp vú. Ui trời. Anh em thấy chưa? Trình quy nó phải khác. Mẹ, lại có tiền. Vô địch ơi. Thôi nói chung ấy là tôi cũng không mong vô địch. Tôi chỉ cần là trận này tôi ở trong top thôi. Trời ơi, ôi trời ơi. Anh em tự biết làm gì rồi đấy. Anh em tự biết làm gì rồi nhá. Đi cho mẹ nghe, cay rồi. Cái gì rồi anh em ơi. Không tiền à. Con này chưa bán được. Blink tuyệt thế. Cắt chưa. Ui, kéo top 8 thật. Cô tận ra. Ui, bà lại à. Ui, đồ mình 5 máu ạ, à. Đau thế. Ôi, vẫn ăn được anh Long đây, máy quá. Đèo gót mò à? Gót lila à? Gót mết. Ui sao bị đẩy cứ bẹo mỗi lần mười mấy máu này. An đi chưa An ơi? Đi nhanh An ơi. Ê, cứ bắt em đi thôi. Thôi bây giờ dí An nhá anh em nhá. Tôi có một cái chiến thuật đấy là thằng nào mà yếu máu nhất là tôi sẽ dí được đấy. Tôi chắc chắn tôi xếp có tờ, tôi nói luôn để nó cố để nó đỡ tội ấy. Nhưng mà chắc chắn là tôi xếp có tờ An. Cướp còn rớt anh em nhá. Ok ok. Cướp không bị ra yêu mất màu. Cướp chứ. Dí nó top 8 đã. Ừ, tổng khỏe thế. Tốc 8 hộ. À thế à. Cười lên 9. Mà thế đéo là mà nó lại lên 9 nhỉ. Quỷ. Xin được tốc 8 anh ơi. Không hiểu sao nó chưa lên 9 á. Nó mới tốc 8 ra. Anh sợ quá. Cứ đợi anh. Đi tốc 8 em ạ. Anh mới tốc 8 em ạ. Em xin được tốc 8 nhỉ. À thế à. Cười. Được tin chứ à. Tin chứ. Ôi con gái lại phèn vào đây. Kịp quá nhở. Long Sida chơi human à? Không phải, chơi cái gì nữa. Hình như chơi human thật. Bài ra chảy. Nhưng mà chơi human nó cũng ấy lắm không anh em ạ. Nói chung là cái tầm đau 20 mà chưa lên được 9 thì nó cũng hơi toan. Tiền con. Cướp em đi. Cướp chưa? Cướp đi à. Cướp chưa?
Ôi, đấy luôn này. Ui, sợ quá, sợ quá. Ui, sợ quá, sợ quá. Ủa sao bọn này nó lên 9 hết rồi vậy? Không luôn à? Toàn 1 sao? Xem có đổi gì không? À đổi vị trí rồi con The Saw. Isu IP An 48. 48 Long à? À Long à. Bê nhờ. Bê nhờ. Sợ quá Long ơi. Sợ quá Long ơi. Có bán cao nè. Long xin đang lên có 8 rồi. À hồi à. Không tám cái lâu quá chết rồi, mấy thằng Hunter chắc chắn là khả năng cao top 8 yếu. Thôi từ từ mấy tôi ơi, từ từ thôi. Tầm này mấy thằng Hunter sắp chết rồi. Ôi run mãi chẳng ra kìa, up cấp rồi, xả tiền rồi anh em, bỏ cái này vào được. Tuấn sai này top 8 cái này. Đây rồi, gặp thầy Tuấn rồi, đẩy em. À, sợ quá à? Ôi, em tập 8 rồi. À, sợ quá à? À, sợ quá à? Được rồi anh em ơi. 17 máu cứ từ từ thôi, cứ dần dần xuống thôi, có gì đâu. Mình sống quân cây đến bao giờ? Ủa, yếu bần linh. Ok, top 8 rồi. Ăn hết rồi. Anh Tuấn này kiếm ăn quá nhỉ? Kiếm ăn gì? Anh kiếm tiền bằng chính sức lao động với trình độ của anh. Tôi ba vợ. Anh em biết tự làm gì rồi mà. Bây giờ dãy ngồi anh nói thật, bây giờ biết làm nào để không bị không. Đấy là gì? Judah top 8 càng sớm càng tốt, hiểu không? Không phải anh. Tất cả các anh em bây giờ ngồi xếp counter thằng Judah là được. Đấy. Thế thôi. Anh Long ơi, anh Long ơi, anh Long ơi. Nghe đau đầu nhỉ. Nghĩa ra giờ phải con vật là không được chơi 4 ô. Rồi ơi. Hay quá. Ngươi gặp ai mắn vậy? Ôi thật thế. Ngươi gặp lắm sợ vậy. Thằng mèo đẩy đến 9 rồi này. Ơ, bọn này chơi hay nhở? Bọn này toàn kiểu chơi. Ôi, đi không? Đi không à? Ôi, đi luôn à? Đi luôn à? Em chưa đi à? Mới còn 3 máu. Thôi xong, Judah tốt 8 thật. Judah tốt 8 thật. Judah tốt 8 thật rồi. Ờ không, anh Judah đi. Đấy, bây giờ mấy cái thằng 3 máu với cả là 8 máu kia. Anh em tôi tin. Tôi bảo rồi. Chơi cái content này này, bọn nó chỉ coi như là bạn của nhau ấy, kiểu thân nhau tình ái quên, thân ái với nhau ấy khi mà chúng nó đẩy tôi được xuống out top 4 thôi, còn đến cái tầm này ấy, tôi đang ở trong top rồi ấy, thì bọn nó đấm nhau. Đấy. Đi cái content đi. Ui, dạ, chín nẻ nâu chết lắm. Đen bờ rồi. Chỉ thân ái với nhau kia mà các bạn. Đứng ở trong top rồi. Xếp con thỏ ra giữa bản đồ ấy. Em đang xếp ra giữa đấy. Xếp giữa bản đồ. Thì sao không được với top tháp. Ôi, chả ra bài gì hết luôn. Ra bài hết gì hết luôn à? Khổ. Vâng. Chả ra đâu vậy, chả quá. Đấy, không đơn giản sao chơi bị đam mê mà. Đấy, anh vào chơi dễ đập lắm. Ông Duda 6 hồ ly chưa chết đâu, giờ gặp anh Long chết rồi. Chỉ né cái bàn anh chưa chết đâu. Gặp anh Long chưa?
bỏ con TA ra thay con thêm thay con cung ấy ngon hơn, chơi hay hay thỏa. Thế quy nào tài có form hết rồi. Lại quy gặp lắm thật đấy. Ôi à, không chưa rồi. Suan ấy, Suan biết nó khá nhiều máu đấy. Suan nhá, Suan nhá. Bro, chỗ này có khi top 1 á. Chị Suan, không chết được, không chết được. Em đi rồi, em đi rồi. Xong rồi. Lên được con 3 rồi. Ừ được. Nhìn ta về đi à? Vâng. Khổ. Ai anh bảo rồi, ở trong nói chung là cái lobby này nó gắt lắm ấy, thật nó gắt cực luôn ấy. Anh em cứ để ý mấy cái trận mà 1.7 ấy, anh em sẽ để ý không có ai Long Sina không bao giờ phải trả tiền đấy. Anh em không phải vừa nói xong rồi vừa sang soi đâu, em là top 7 được không? Được em. Qua, anh Long ơi, sao anh Long ơi? Ui dồi, bom 2 à. Mẹ, bom 2 nó chơi mình 2 nữa kìa. Mẹ tình nổi luôn. Bèo mà to à? Ui dồi, ôi dồi. Bèo, ôi dồi, ôi dồi. Bèo, sắc luôn. Áo game kìa. Áo game, tạm dừng. À, tạm dừng à? Đây. Chơi không cám rồi bro. Hết tiền. Ừ, ai bảo anh chơi gì vậy? Anh hấp hối em mới sợ chứ còn. Trời. Mấy ông trời gắt ai không nào vào. Không nào mới là mất tiền à. Ờ mà đéo hiểu sao Long Sida lên được 11 kìa. Anh em cứ đéo để ý Long Sida nhìn kìa. Nhìn. 5 sông 6 ấy vật im ỉm, đéo thấy nói gì luôn ấy. Thề. Từ đầu game đến giờ bây giờ mới nói. Mẹ, nhớ nhỉ. Im già hai. Ui mạnh phải đái luôn anh em ơi. Nhìn đồ kia. Nhưng mà im không có được tiền đâu. Long Sida đéo được tiền nhưng mà im ỉm để ăn tiền mà. Anh ấy, anh thôi anh ơi, logo. Top 1 có tiền mà. Ờ vừa lấy thấy logo à. Có phải không? Không phải. Top 1 là bán trước thôi. À bán trước. Anh ơi. Alo bà anh ơi, logo. Mấy ông vào, nói chung là mấy anh em mà không tập thường xuyên với chúng tôi ấy, thì nó sẽ khá khó. Đấy là điều chắc chắn. Không khó lắm đâu. Mất tiền là biết. Cứ hỏi Hiếu kìa, Hiếu xóa game rồi. Hôm nay rủ đéo vào luôn. À Vũ. Ui bom 2 ạ. Bom 2 đánh vô Berlin thì như cãi đít thôi mà. Đúng rồi, nhà mà thôi, cứ chơi nhanh thôi, tạm dừng đâu. Vâng. Đẹp quá, tiền. Nghe chú ra đi nhá. Anh quan trọng gì em ơi. Mất tiền rồi đẹp. Anh thạo một tiếng vậy. Anh em chơi vui mà, vui vẻ mà. Anh không mất tiền nữa. Được em. Cái buồn đấy nhỉ, nghe nó buồn. Nghe nó buồn. Không mất tiền được rồi, nó gì. Tuấn từ gót mò khác. Dịch máu tốt kinh. Thông thạo 10, nói chung là chắc chắn trận này top 4 rồi. Mấy thằng béo sắp đi nơi kìa. Em top 7 thôi, áp được. Đâu, em top 6. Top 6 rồi. Top 6 được. Mất tiền được. Anh em không vui, anh em quan trọng tiền nong gì cần vui vẻ. Tôi một được tiền đâu, tôi một vấn đề chứ. Tôi một được tiền đâu mà so à? Nhạc khỏe quá. Ôi chính ra Bin 3B khỏe phết nhá. À quên Sisu khỏe phết nhá. Em. Nó lên được cái con cung 3 rồi, đổ 3 cái MOM. Khỏe đấy, chắc chỉ gặp Pro thì Long Sida để đi thôi. Gặp Long Sida đẩy phát đi. Cái nhận nhà lên mời vậy. Anh
tên tên ghét gì nhỉ? Tiên, vô tình được. Không không chơi không? Trời ơi, chơi Doom này, chơi Doom. Doom. Này, con biết rồi. Khỏe quá. Ui, Bèo khỏe đấy. Thằng nó đập mình xong rồi nó kêu khỏe quá. Quá anh nồn sao. Tạm dừng, anh ơi, tạm dừng. Đây. Bèo nó có một đâu. Không, nó mạnh đấy. Bèo mạnh. Xin được thua rồi. Nó chơi được. Bắt rồi. Ơ, anh không dừng được, ai dừng hộ anh với? Lại đi phủ. Ôi pro khỏe thế. Tên đây có đồ gì? Ui, tên đây ghép PKB cuối ạ. Anh ơi, vào. Không. Ok anh ơi. Pro lại có quà gì cho anh em rồi. Đấy, trận này vẫn như trận 1 nhá. Top 1 là được có tiền nhá. 50k. Cần quá hay đùm. Đâu, trận này không được anh ạ. Trận này quên không báo. Trận sau. À, trận sau hả? Trận nào cũng có á. Vì TB2 kìa. Ui, tuần cường khỏe quá. Đây. Gì kinh đấy, bóng 2 rồi á. Cái đéo ở đây. Trận TB2 kìa. Bắn đốt rồi. Mèo đi. Thằng An khỏe nhở? Lật kèo à? Nó là bom 2. Đéo chơi Doom nữa. Bây giờ phải chơi kiểu khác anh em ạ. Chơi này thua. Còn nó ăn tụng gọt ra khỏi đây. Những cái mùi trắng đấy. Thua. Ui, sao không mua Spirit về bà An ơi. Bom này. Anh Tuấn lại có tiền à? Ừ, cảm ơn nhá. Nghe được rồi. Tôi muốn rồi. Tôi muốn rồi. Rớt rồi. Anh Tuấn chơi game tiêu cực vẽ đấy. Rôn mấy cái. Ui, đi luôn à? Sao? Cái gì đây? Cái gì? Cái gì luôn? Cái gì đây? Thôi được rồi, vẫn có tiền mà. Top 4 có tiền rồi. Quyết đi. Quyết thôi, làm trận nữa thôi.
chán gì. Trận này top 1 có tiền đâu, trận này top 1 có tiền đâu. Thôi cứ từ từ xem. Biết gì, chưa biết ai có tiền mà. Đâu, top 1 có tiền đâu. Tôi có tiền rồi, ông lấy buồn cười nhở, tôi có tiền rồi. Có tiền rồi, còn đâu nữa mà. Ừ, sao bây giờ có đánh biểu diễn không hay là ra luôn? Biểu diễn đi, từ từ, mình chơi công nghiệp vừa thôi nhỉ. Anh không hiểu sao mới 17 máu ạ, vào cái giật chết luôn. Ơ mà sao cái con Lancer của tôi nó yếu nhỉ? Không phải ông yếu đâu, tại tôi mạnh quá đâu. Rồi, chuyển ý chắc, chuyển ý chắc. Cảm ơn Barbatron nhé, cảm ơn anh em. Nói chung là cái tầm top 4 thì đơn giản thôi. Dễ yeah, đúng không? Trình Queen người khác. Em dễ rồi. Không có Discord thì không được nha anh em nhá. Chơi là phải có ở trong Discord vào nói chuyện tương tác. Nó mới gọi là 7 đấm 1 anh em ạ. 7 người đấm 1 người. Trận này Pro top 1 rồi. Khoảng top 1 rồi. Bị đùm con TB luôn mà. Ừ nhở, bị đùm con TB luôn này. TB đã biến được thua rồi. Long Sia top 1 cập rồi. Thôi anh em ơi, không cần xem nữa đâu anh em ạ. Thôi, mình làm trận mới luôn đi. Sao vừa lấy là nó có cái con rớt, nó con sống, nó giật phát chết luôn, mất 17 máu. Cay thật, rớt 2 ạ. Long đỏ như chó luôn. Nhìn đi, không đỏ như như là gì hả? Như khỉ đít đỏ. Đùa, giống khỉ đít đỏ. Thôi lên level 10 tôi roll được không ra nữa thì thôi ông ơi, ông 70 tiền ở level 11. Đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Anh em ơi, anh em chơi cái này rồi. Không kịp. Đỏ vãi đái luôn. Để không được anh em ơi, chơi cái này không được. Tôi roll không có kịp. Gom toàn lắp tiền luôn. Nghe. An vừa chắc không phải Elder rồi. Vai. Tầm này An không phải Elder rồi. Lui giả 3 kìa anh em kìa. Cay nhở. Lui giả 3 luôn. TB bị làm sao thế kia. TB bị làm gì thế kia. Xong rồi. An lên. An vừa. Long Sida sắp lên 12 rồi này anh em ơi. À thôi đéo lên 12 rồi. Không lên được, không lên được. Nhưng mà nói chung là thắng rồi. Thua thì đéo vào được. An vừa tuổi vào đun con bom là xong, con bom này phế là hết, xong rồi. Phế là hết. Nó vào nó giật một phát chết, bay cả đội hình luôn, đấm cái gì đâu. Ôi từ từ thôi, để kiếm giả ba đã, từ từ. Kiếm trả mấy thì cũng thế thôi. Sao vẫn đặt kìm được quả bom nhở? Sao vẫn đặt kìm được quả bom nhở? Chứ sao nó đặt quả bom nhanh vậy? Tôi chả biết luôn. Không, ông rốt. Ông phải cho con Glenn ấy cướp cái quả bom của nó. Quả bom của nó chắc chắn nó sẽ để ở phía bên gần phía bên tay phải. Phía bên tay phải của nó, hiểu không? Tức là tay trái của ông ấy. Ông cứ kéo cái con Glenn đứng ở cái vị trí vứt cái con rồng sang bên này. Đấy, nó không đặt... biết rồi mà tại sao con bom đặt kịp? Tại sao đặt kịp? Bây giờ ông cứ đặt trước nó là được. Được chưa? Đấy, nó kéo sang ấy thì nó sẽ không tới cái hàng đam của ông hiểu không? Đấy. Nếu mà nó kéo sang nó sẽ không tới hàng đam của ông, chắc chắn là ông ăn được. Ông cứ để đấy cho tôi, nó làm gì được. Thấy chưa? Ờ. Lạch rồi. Ui, chết luôn luôn rồi. Chết luôn chứ có đặt con béo đâu. Thấy chưa? Không đơn giản. Nó nổ cái giáp băng ấy, nó đéo nổ kịp, hiểu không? Nó không tới mấy con hàng đằng sau. Mình lên rớt 2 à? Ăn ở đấy. Ăn vào nồi. Ăn vào nồi giả 3 đến nơi rồi. Long Sida 45 tiền nhá. Mẹ thiếu 2 con giả thôi. Một à đâu, thiếu 1 con giả nữa chứ, có quả trứng này. Có trứng. Ông từ từ để tôi lên 12. Ông đừng có làm ồn. Tôi chết mẹ rồi. Tôi lên 12. Không lên 12 được ông ơi. Nó sao đủ. Không lên được. Mất công. Mà để này tao ra quái này. Đang không sao mình lên suối. À được. Con rồng thổi. Combo đẹp. Đổ xấu thế. Ôi, Long Sida phải đái thật.
Ui, ra là con rồng ấy rồi. Có sáu rồng mà, chơi sáu rồng mà, vứt con rồng ấy đi chứ. Khỏe, cũng thích chơi cướp bóc ạ. Ờ, chơi chứ, chơi chứ. Bán mấy con linh tinh đi ông ơi, cho nó đỡ slot ông ơi. Có mẹ. Đỡ slot ông ơi. Kìa, kìa. Không, lòng nó. Ui trời ơi. Không. Đặt được một quả rồi. Đặt được một quả thôi chứ, có gì đâu. Có gì đâu mà chưa gì đã gáy. Gáy. Ông ơi, ông lên độ tê về con giả ba cho nó im luôn. Được ông ơi, được ông ơi. Tôi bảo, ông sao ông không mua cái con sờ tôm. Con sờ tôm vào mẹ tôm đặt một quả đéo làm gì được luôn. Hai đùm, hai đùm ông ơi. Chơi bên hai đùm đi. Hai đùm luôn. Hai đùm luôn, vứt lý la đi. Đéo cần lý la nữa. Ông ơi, ra đủ rồi, đủ đam. Đủ đam rồi. Không cần 6 mét đâu. Từ ông. Ông cứ lấy con đùm hoặc là ông vứt quả bom vào là xong rồi. Trận rao cuối rồi mà ông. Rao cuối rồi. Ôi giời, lòng xì đã đéo nghe cả. Ơ, được, 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 được. Được, được, chết luôn, bồi máu chết luôn. Ơ, sao đéo chết? Tôi còn 2 máu à? Mẹ bị trừ máu rồi, trừ máu rồi. Ông vứt quả bom vào đi. Kìa, kìa. Trận sau ai top 1 chỉ né 100k nhá. 100k. Đâu, đâu, ai nói đấy, ai nói, ai nói, ai nói. Đọc chat à? Chat nào, chat nào, có thấy chat nào đâu? Chat trong game, chat trong game. À, chat trong game á, ai chat, ai chat. Pro, top 150k, top 1 chín lé, 100k. Top 1 50k, top 1 chín lé, ok, đấy, có anh em Pro đã tài trợ cho và giải tuần cơm slow hôm nay. Giải to hẳn. Ui, đặt được 2 quả bom kìa. Ui, Long Sida thua kìa. Ui, thua kìa. Long Sida chán vai. Bảo đéo nghe cho hai con Doom vào thì đéo nghe. Bán mấy cái con linh tinh này đi. Đam đủ rồi. Chán đời, kiếm con Doom, kiếm thêm con Doom nữa. Em sợ quá, bà ơi. Hai con Doom là ăn, đéo nó nhiều. Sở tôm kia. Anh Long cứ được cái gì ra hồn. Sở tôm đi đâu lên. Thay ai? Thay ai? Ơ. Thay bom. Mẹ này mới đơn mở này, kinh không? Anh Long không cứ được cái gì ra ngoan ngoan cả. Ông kéo hết xuống thấp thôi. Kéo thấp thôi, để cao nó lổ cái quả. Ông để kéo hết, hết mẹ thời gian rồi. Ôi. Được chưa? Được chưa? Ui, Long thua. Thôi được ông ơi. Thua Long. Ui, mê đu, mê đu. Mê đu, mê đu. Ông ơi, là sao ông, ố, vẫn chưa chết à? Ố, sao lại chỉ có một máu? Vô lý, con rớt lại 5 tiền nữa mà, ố, vô lý vậy. Đéo hiểu, lỗi rồi. À, mới update à, có phải không? Hình như là hòa anh ạ, hình như là hòa anh ạ. Hòa đâu? Không hòa. Không hòa được, hòa hết giờ mới hòa nhá. Có một câu này, không biết rồi. Không phải. Tức là nhìn thế thôi, chứ còn anh nhìn là cái phát cuối cùng của con Medu nó bắn trước con rớt. Anh nhìn ở bảng kia 1-0 kìa. Anh nhìn cái bảng 4-4 1-0 kìa. Không, không kìa. Sao con rớt lại Sida vậy? Trời ơi, lỗi game. Lỗi nói thì... Ông ơi, ông, bây giờ ông nghe tôi, ông kéo hết tôi xuống. Ông kéo hai hàng dưới thôi. Ông để hai hàng dưới cùng thôi. Rồi. Xem nó làm gì. Ờ, xem nó làm gì. Để hai hàng dưới nó làm gì. Sao lại một máu nhỉ? Để hai con Doom hai hàng dưới cùng. Lấy đồ ghép lốt đi, vứt cho Doom là xong. BKB hai cái đeo lấy. Mẹ, Long Sida chán đổi. Chơi chán thế. Tôi ở chỗ này tôi top 1 lâu rồi. Nếu phải đợi bây giờ. Ghép ngay cái BKB. BKB cho ai? Cho Doom. Hai con Doom, hai cái BKB. Thế thôi, mấy con kia. Lila cầm BKB kìa ông ơi. Lila cầm BKB. Ông ơi, ông kéo sát xuống đi. Nhanh mẹ lên hết giờ rồi. BKB cho Doom làm gì? Kéo hết xuống. Để anh BKB cho Doom. Bom đéo ra được chiêu. Ơ sao BKB ở cho ra nhờ? Rồi bom không ra khi rồi. Rồi bom không ra được kìa. Hay quá nhỉ. Anh Long, anh Tuấn quân sư quá tuyệt vời đó nhỉ. Chẳng thế mẹ, người ta kinh nghiệm ở đây Queen, rồi anh Queen nó phải khác. Kinh nghiệm chiến đấu nó phải lên vào tầm khoảng
mấy nghìn trận rồi. Nhìn năm Sida bài to kinh giờ mới thắng được ạ. À. Em ở 12 năm Sida gà. Ông có bị áo ra rồi. Ông Boma thì bật chịu. Mình như bài mình như thế, mình ăn từ lâu rồi. Ông Boma thì bật chịu có phải là hên không? Chịu từ lâu rồi. Ờ, tiếp tục anh em ơi, lốt đi. Cho trận cuối lấy lốt 50k rồi nghỉ thôi. Nhanh. Hôm nay phải livestream sớm đấy để coi như trình diễn cho anh em. Thiếu ai nhỉ?